Huấn luyện viên Thái Lan há hốc mồm vì chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, cả Đông Nam Á trầm trồ. Thi đấu thiếu người từ phút thứ 29, đội tuyển Việt Nam vẫn lấn lướt và khiến Malaysia mắc bẫy một cách quá ngây thơ. Thầy Park và các học trò đã đòi lại ngôi đầu bảng đầy thuyết phục. Bên cạnh đó, chiến thắng của các ngôi sao vàng cũng đã khiến cho các đối thủ cực kỳ trầm trồ, khâm phục, trong đó có huấn luyện viên Thái Lan. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã giữ 10 trong số 11 vị trí đá chính trong trận thắng 6-0 trước Lào. Ông thầy người Hàn Quốc chỉ thay thế một số cầu thủ và đó là Quang Hải, nhường chỗ cho Văn Toàn. Với sơ đồ 3-4-3, đội tuyển Việt Nam muốn đẩy cao đội hình để kiểm soát thế trận trước Malaysia. Tuy nhiên, Malaysia đã chuẩn bị tốt các phương án phòng ngự. Trong 20 phút đầu, đội khách đã giữ cự ly rất tốt, đồng thời có hai lần có các pha tấn công chớp nhoáng ở bên cánh trái, nhưng lần lượt Li Tuck và Mahadi đã không tận dụng thành công. Đội tuyển Việt Nam chủ yếu sử dụng bóng bổng, bóng dài để khoan phá hàng thủ của Malaysia. Phút thứ 28, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số, Hùng Dũng đá phạt, góc chuẩn để cho Tiến Linh bật cao đánh đầu ghi bàn giúp Việt Nam vươn lên. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp, Tiến Linh mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, khó khăn lại ập đến với thầy trò ông Park Hang-seo. Phút thứ 32, Văn Toàn đã nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha bóng với Dominican của Malaysia. Đội khách đã lấy lại thế trận và tổ chức hãm thành liên tục. Trong bối cảnh chịu áp lực, thủ môn Văn Lâm và các hậu vệ Việt Nam đã chơi tốt trong 15 phút cuối hiệp 1. Riêng Văn Lâm có 2 lần cứu thua xuất sắc trước những cú sút của Bin Hadi giúp đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới. Đội tuyển Việt Nam chơi thiếu người nhưng vẫn rất chủ động trong hiệp 2. Không chỉ giữ cự ly đội hình tốt, đội chủ nhà còn có một bàn nhân đôi cách biệt. Phút 59, Văn Hậu đã va chạm với đối thủ bên ngoài vòng cấm, nhưng do bóng vẫn còn trong cuộc nên trọng tài Sato đã có một đội tuyển là cho Việt Nam hưởng phạt đền, đồng thời rút sẻ đỏ với Ami vì đã bị đánh nguội. Trên chấm phạt 11m, Ngọc Hải đánh bại đối thủ với một cú sút lạnh lùng. Sau bàn thắng của Ngọc Hải, tinh thần Malaysia đã xuống đi rõ rệt. Đội tuyển Việt Nam chiếm hoàn toàn thế chủ động và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Phút thứ 83, Quang Hải ghi dấu với một pha chọc khe đẳng cấp để cho Hoàng Đức bấm bóng tinh tế, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Chứng kiến màn trình diễn của Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo không thể ngồi yên khi mà chức vô địch của họ đang bị lung lay ngay cả ở trong giai đoạn vòng bảng. Huấn luyện viên của Thái Lan ngay lập tức họp khẩn trước trận gặp Indo. Gần như chắc chắn Việt Nam sẽ đứng đầu bảng B sau chiến thắng trước Malaysia. Điều này đồng nghĩa với việc Thái Lan buộc phải thắng Indo nếu như mà không muốn phải đụng thầy Park và các học trò ngay từ bán kết. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã chia sẻ về trận đấu chung kết bảng B vừa diễn ra. Theo tôi, Việt Nam và Malaysia đều khó khăn như nhau cả thôi. Tuy nhiên, theo dõi trận đấu vừa qua, tôi vẫn cảm nhận Việt Nam là một đối thủ chính của Thái Lan năm nay. Họ đã có 30 phút thi đấu thiếu người nhưng cảm giác không hề chơi như đang 10 người trước Malaysia. Ngược lại, Malaysia dù hơn người nhưng lại hoàn toàn bế tắc. Chắc chắn Việt Nam không phải là đối thủ mà Thái Lan muốn đụng ở bán kết. Chính vì thế, chúng tôi làm mọi cách để có được 3 điểm trong trận đấu với Indo sắp tới. Đánh giá về đối thủ ở AFF Cup năm nay, vị huấn luyện viên Mano đặc biệt đề cao Malaysia và đội tuyển Việt Nam. Ông nói, Malaysia vắng nhiều trụ cột nhưng họ vẫn là một đội bóng nguy hiểm và chất lượng. Chúng tôi đã gặp Malaysia ở King Cup nên sẽ rút ra được nhiều bài học. Với đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ có nhiều năm chơi bóng cùng nhau, họ cũng đã có một vị huấn luyện viên Hàn Quốc rất giỏi. Điều đặc biệt là đội tuyển Việt Nam có thể kiểm soát được mọi thứ, đặc biệt là nhân sự. Họ có thể gọi bất kỳ cầu thủ nào lên đội tuyển và đây rõ ràng là một lợi thế. Trong khi đó, huấn luyện viên Malaysia thì hoàn toàn bị khuất phục bởi thầy Park trong trận đấu vừa qua. Huấn luyện viên Kim Bang-won tiếc nuối về những cơ hội bỏ lỡ của các học trò và cũng thừa nhận Việt Nam đã bản lĩnh hơn rất nhiều. Tôi chúc mừng đội tuyển Việt Nam, họ đã thắng xứng đáng và tôi muốn xin lỗi đất nước và những người hâm mộ Malaysia. Các cầu thủ đã tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện, nhập cuộc tốt và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể kiểm soát trận đấu. Chúng tôi có lẽ sẽ thắng nhưng chúng tôi không hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi không phàn nàn gì về màn trình diễn của các học trò. Sau trận, tôi sẽ về khách sạn phân tích lại trận đấu, ông Kim Bang-won đã chia sẻ. Trả lời về quyết định truất quyền thi đấu của cầu thủ Malaysia về trọng tài, ông Kim nói, cũng khó cho tôi vì không nhìn thấy hết được mọi chuyện xảy ra. Các cầu thủ sẽ rút ra nhiều bài học trong trận đấu này. Chúng tôi dù tiếc nuối thì cũng phải học cách đứng lên. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã lý giải việc ông ra sân Aguero và Rashi vào sân muộn nhất. Hai cầu thủ này thì không đạt thể trạng tốt nhất nên tôi cần phải xoay tua đội hình. Tôi để cho Aguero đá ở những phút cuối cùng vì muốn tăng cường sức tấn công. Ông Kim cũng tin tưởng đội bóng và có thể hoàn thành được mục tiêu đi tiếp vào bán kết. Chúng tôi sẽ tập trung hồi phục và chuẩn bị tốt nhất trong trận gặp Singapore. Mọi cầu thủ sẽ phải chiến đấu vì người hâm mộ. Trở lại với câu chuyện đội tuyển Việt Nam, chiến thắng 3-0 giúp huấn luyện viên Park Hang-seo xác lập nhiều cột mốc.
Giờ đây là các thống kê về kỷ lục của ông Park. Trận thắng 3-0 giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo tạo ra cột mốc vô tiền khoáng hậu. Việt Nam chưa thua ở vòng bảng kể từ năm 2018 tới nay, chưa bị một lần thủng lưới. Tại AFF Cup 2018, Việt Nam có 10 điểm, ghi 8 bàn thắng, không thủng lưới. Tương tự đội bóng của ông Park ghi 9 bàn, 10 điểm, không thủng lưới ở kỳ AFF Cup 2020. Tổng cộng Việt Nam giữ sạch lưới 10 trận liên tiếp ở vòng bảng AFF Cup. Đây là siêu kỷ lục của vị huấn luyện viên Park Hang-seo thiết lập cùng đội tuyển Việt Nam. Trận thắng Malaysia cũng giúp cho ông Park cân bằng tỷ số ở AFF Cup 2020. Việt Nam ghi 9 bàn sau 2 trận. Đây là một cột mốc mới với ông Park với những thành tích ghi bàn trong vòng bảng AFF Cup hai kỳ trước đó với hiệu số là 8-9. Trước đó, ông Park cũng đã lập kỷ lục là nhà cầm quân đầu tiên dẫn dắt Việt Nam tham dự 3 kỳ AFF Cup liên tiếp. Đội tuyển Việt Nam cũng đá cả 3 trận mở màn trong kỳ AFF Cup đều gặp Lào. Việt Nam ghi tổng cộng 11 bàn, chưa bị thủng lưới với chiến thắng lần lượt là 3-0, 2-0 và 6-0. Cuộc so tài với Malaysia, Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số nhưng Văn Toàn rời sân vì thẻ đỏ. Dù chơi thiếu người nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được thế trận và ghi thêm 2 bàn thắng trong hiệp 2 để có chiến thắng 3-0. Chiến thắng của Việt Nam thêm một lần nữa khẳng định tài năng của ông Park. Dù trông thấy mất người thì Việt Nam vẫn thi đấu chắc chắn và sau đó đã thay đổi cục diện đánh bại Malaysia 3-0. Ông Park đã duy trì được thành tích bất bại trước Malaysia. Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, truyền thông Hàn Quốc ví von là cuộc so tài giữa màn đọ sức cân não của ông Park và ông Kim. Ông Park được gọi là phù thủy và ông Kim được gọi là cuồng phong, nhưng thật sự là ông Park Hang-seo cho thấy sự cao tay hơn. AFF Cup 2022 cũng là giải đấu cuối cùng của thầy Park Hang-seo trong cương vị vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Song giải đấu này, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ thôi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hơn tới công việc mới nên ông muốn có kết thúc đẹp. Không chỉ riêng thầy Park, các tuyển thủ Việt Nam cũng đều quyết tâm chơi hết mình và đoạt chức vô địch để dâng tặng người thầy của mình. Ở đội tuyển, nhiều cầu thủ gọi thầy Park là bố nhằm thể hiện sự tình cảm và yêu mến của mình và hy vọng cũng sẽ có một cuộc chia tay trong vinh quang. Cả thầy trò ông Park thì đang đi những bước đi chắc chắn nhất trong chặng đường tiến tới ngôi vô địch để làm một cái kết đẹp cho giai đoạn hoàng kim nhất của bóng đá nước nhà.